10 lễ hội độc nhất vô nhị chỉ có ở Nhật Bản. Số 10. Lễ hội chửi rủa. Lễ hội chửi rủa diễn ra vào tháng 12 hoặc tháng 1 tại nhiều đền của một số tỉnh nước Nhật. Trong lễ hội 300 năm tuổi này, tại đền Atago trên núi Atago, những người tham dự phải đi theo 13 người ăn mặc như yêu tinh lên núi rồi chửi xối xả vào họ suốt dọc đường đi. Khi lên đến đỉnh núi, họ sẽ nhận được lời chúc phúc của một nhà sư thần đạo. Trong khi đó, phiên bản lễ hội tại đền Sasoi lại được tổ chức vào đêm giao thừa. Khi đoàn người tham dự cùng nhau leo núi khoảng 40 phút để đến ngôi đền và tha hồ la hét, chửi rủa trên đường. Còn tại đền Hashiway ở thành phố Yasawari, người tham gia lại quay sang chửi lẫn nhau để ăn mừng lễ hội. Số 9. Lễ hội rốt. Truyền thống này bắt nguồn từ năm 1969, khi chính quyền thành phố Furano, đảo Hokkaido, muốn tổ chức một lễ hội để người dân trở nên thân thiết gần gũi nhau hơn. Trong lễ hội diễn ra vào tháng 7 này, các vũ công sẽ vẽ mặt lên bụng bằng sơn và trang phục, rồi giấu đầu của họ bên dưới những chiếc mũ khổng lồ. Từ số người tham gia vẹn vẹn 11 người trong những năm đầu, lễ hội Heso kéo dài 2 ngày vào năm 2016 đã thu hút tới hơn 5.000 người. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra vào 2 ngày, 28 và 29 tháng 7. Số 8. Lễ hội Dương Vật Thép. Thời gian của lễ hội Dương Vật Thép là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng và tại đền Kanayama, thành phố Kawasaki. Tương truyền, lễ hội này bắt nguồn từ truyền thuyết về một thợ rèn chế tạo ra dương vật thép để cứu một phụ nữ trẻ bị con quỷ răng nhọn chiếm giữ. Vào dịp lễ hội, những bức tượng khổng lồ có hình bộ phận sinh dục nam được trưng bày ở khắp nơi trong thành phố Kawasaki, trong khi bánh kẹo, kẹo mút, rau quả và đồ trang trí có hình củ quý cũng được bày bán rộng rãi để tôn vinh bộ phận sinh sản của phái mạnh. Ngày nay, lễ hội rước củ quý của Nhật Bản là để tôn vinh sự sinh sản và sinh con an toàn, đồng thời nêu cao nhận thức của cộng đồng về các bệnh lây lan đường tình dục. Số 7. Lễ hội Sumo dọa trẻ con. Lễ hội Sumo dọa trẻ con có tuổi đời 400 năm, diễn ra ở rất nhiều thời điểm trong năm và ở nhiều tỉnh trên cả nước, bao gồm cả đền Sensoi ở quận Asakusa, Tokyo. Người Nhật Bản tin rằng tiếng khóc to của trẻ con có khả năng xua đuổi những linh hồn quỷ dữ và thanh tẩy các ngôi đền. Trong lễ hội, các võ sĩ sumo đồ sộ và to lớn sẽ tập hợp lại và đối đầu với nhau. Nhưng nhiệm vụ của họ lại không phải là hạ knock out đối phương trên sàn đấu, mà phải thi nhau dọa cho em bé khóc trong vòng 4 giây. Người thắng cuộc là người làm cho đứa trẻ của anh ta khóc đầu tiên. Nếu các võ sĩ sumo chịu bó tay trước em bé, một trọng tài trung lập sẽ xuất hiện để dọa nạt đứa trẻ. Số 6. Lễ hội đàn ông khỏa thân. Lễ hội đàn ông khỏa thân là lễ hội truyền thống thường niên có tuổi đời hơn 500 năm nay, được tổ chức vào ngày thứ 7, thứ 3 của tháng 2 tại đền Saidai Kanon In, thành phố Okayama. Trong dịp này, hàng ngàn người đàn ông chỉ mặc độc một chiếc khố cùng tụ tập tại ngôi đền để cố bắt được cây gậy thần gọi là Shingi, được một nhà sư ném vào đám đông. Trước đó, họ nhảy vào bể nước lạnh và uống sake để làm nóng cơ thể cũng như tinh thần của mình. Theo truyền thống Nhật Bản, người nào có cơ hội bắt được cây gậy thần bỏ vào chiếc hộp cổ chứa đầy gạo thì anh ta sẽ được may mắn và hạnh phúc cả năm. Năm nay, lễ hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 2 với khoảng 10.000 người tham dự. Số 5. Lễ hội khỏa thân. Thêm một lễ hội khỏa thân nữa của Nhật Bản là lễ hội khỏa thân diễn ra vào tháng 2 tại đền Kokuseki, thành phố Osu, tỉnh Iwate. Đây là lễ hội đã có lịch sử hơn 1.000 năm và chỉ dành cho đàn ông. Mỗi người tham dự chỉ được mặc một chiếc khố mỏng rồi cùng chen chúc, xô đẩy nhau để giành được chiếc túi thánh có in chữ Suminsai. Người thành công sở hữu chiếc túi này được cho là được ban phước lành trong suốt cả năm. Tuy nhiên, có một quy định là trước khi cuộc thi bắt đầu một tuần, người tham dự không được phép ăn thịt, cá, trứng và tỏi. Số 4. Lễ hội thanh tẩy mùa đông. Lễ hội thanh tẩy mùa đông được tổ chức vào tháng 1 ở đền Teppoyu Inari, trung tâm thủ đô Tokyo. Lễ hội này thu hút khoảng 100 người tham gia, gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ ở tất cả mọi độ tuổi, nhưng phần lớn vẫn là đàn ông. Trang phục tham dự của nam là khố và băng cột đầu, trong khi nữ thì mặc quần áo lót. Họ sẽ phải ngâm mình trong một hồ nước lạnh tại đền, hắt nước lên người khác rồi sau đó ôm một cục băng lớn. Nghi lễ thanh tẩy mùa đông này được cho là có thể thanh lọc cơ thể, linh hồn và đem lại may mắn cho người tham dự. Số 3. Lễ hội múa Bon Yên Lặng. Lễ hội này được tổ chức vào giữa tháng 8 tại thành phố Otamachi, tỉnh Aichi. Khác với không khí sôi động thường thấy,
Lễ hội này lại diễn ra trong không khí yên lặng, các vũ công lẫn người tham dự đều nhảy múa theo điệu nhạc thông qua chiếc tai nghe riêng kể từ năm 2009. Nguyên nhân là do một số người già trong thành phố than phiền rằng bữa tiệc quá ồn ào và ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ. Số 2. Lễ hội lửa và bạo lực. Lễ hội lửa và bạo lực bắt nguồn từ 350 năm trước, khi cư dân của thị trấn Notocho bỗng nhiên mắc phải một dịch bệnh bí ẩn. Một nhà sư địa phương đã khuyên người dân thực hiện lễ hội này, trong đó bao gồm cả hành động điên cuồng như đập vỡ những đền thờ di động, ném lồng đèn xuống dòng sông chảy qua thị trấn. Ngày nay, nó diễn ra vào tháng 7 tại đền Yasaka Jinja, tỉnh Ishikawa. Trong lễ hội, người tham dự được khuyến khích hành xử càng điên rồ càng tốt để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ và thu hút những linh hồn hiền hòa. Và cuối cùng là số 1. Lễ hội ma quỷ. Lễ hội ma quỷ Ba An Tu Bunaha có lịch sử kéo dài cả trăm năm, diễn ra vào đầu tháng 9 tại thành phố Miyakojima, tỉnh Okinawa. Trong lễ hội này, ba người đàn ông sẽ mang mặt nạ giống thổ dân, ăn mặc như Ba An Tu, một linh hồn nửa thần nửa quỷ, và phủ bùn lên toàn bộ cơ thể. Sau đó, họ bắt đầu rượt theo cả người lớn lẫn trẻ em, rồi trét bùn lên mọi thứ mà họ đi ngang qua, từ nhà cửa đến xe cộ. Người Nhật Bản quan niệm rằng được một Ban An Tu đụng vào trong lễ hội sẽ đem đến may mắn trong năm sắp tới. Hiện chính quyền thành phố buộc phải thông báo ngày diễn ra lễ hội sau khi nhận được hàng loạt lời phàn nàn từ các khách du lịch bị trét bùn lên người. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Daily AZ. Hy vọng bạn không tiếc một like và cũng có thể ủng hộ kênh bằng cách share cho bạn bè của bạn. Và bạn nhớ nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.